Cùng mình khám phá Gurak, tìm thấy những thứ bí ẩn. Phần 38. Đầu tiên chính là một nhóm người bận đồ đỏ hồng xuất hiện tại Osaka của Nhật Bản, giống hệt như những nhân vật phản diện trong bộ phim Trò Chơi Con Mực. Và những người này đang tập trung lại một cụm như bàn chiến thuật với nhau. Thật ra đây là một công viên giải trí tại Nhật Bản, và chắc những người chơi đang bận đồ nhóm để dễ dàng phân biệt. Thứ hai chính là một hồ nước vô cùng đặc biệt có toàn màu hồng, nằm tại bờ biển phía nam của nước Úc. Hồ nước này có tên là Healer. Các nhà khoa học cho rằng nước trong hồ có màu hồng là do số lượng lớn vi khuẩn mang sắc tố màu cà rốt và nồng độ muối trong hồ rất cao, nên khi rơi xuống cũng có thể dễ dàng nổi trên mặt nước. Cuối cùng chính là một chiếc máy bay bí ẩn nằm trên đỉnh Bạch Mã, giữa ranh giới Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Nhiều người cho rằng đây là chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích cùng 239 người. Nhưng theo lý giải thì đây chỉ là một chiếc máy bay được vệ tinh chụp lại. Và theo thông tin mới nhất, MH370 đã được tìm thấy ngoài khơi nước Úc dưới độ sâu 4.000m.